Chị đánh răng đây. Rồi, vô đây đi, vô đây. Rồi, chị đánh răng đây. Ủa, chị tám chu vậy? Mình đâu có cách rồi. Chị tám ơi. Hả, sao nha, sao nha. Hay vậy? Em. Thôi rồi, ta đi xuống. Chị đi dắt. Chị vô đánh răng đây. Ê, em, hôm nay tụi mình đi làm tóc đi. Chị nghe nói là ở bên kia á, gần nhà mình nó có một cái tiệm làm tóc á, tiệm ấy mới mở nhìn đẹp lắm á. Ủa gì hả? Chị mình đi thay đồ đi. Em ơi, bây giờ mình phải dặn mấy chú cúng của mình á, phải ngoan ngoãn thôi. Mami em ăn đi. Nè, sao rồi ăn đi. À, đem cho em lấy cái khay. Bây giờ mình sẽ lấy cái khay nha. Wow, có rất là nhiều khay, mấy em ăn nè. Mấy em ăn nè, hai em ăn chung nha. Ê, em cho nâu dễ thương của chị bị rớt rồi. Em ngủ. Còn đây có của các bạn mèo nè. Bạn chó dễ thương của chị hai nè. Mấy em ăn ngoan nha. Rồi ở nhà không có được quậy phá nghe chưa. À, bây giờ chị sẽ cho đèn ăn cho các em nha. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món thịt nè, món cà rốt nè, món xương nè. Ây da, bị rớt ra khay hết trơn rồi. Mấy em ăn đi, ăn đi. Mấy em ăn nha, ở nhà phải ngoan ngoãn nghe chưa. Dạ. Bây giờ mình sẽ lên xe nha. Chị sẽ chở nha. Chị mặc bộ chị hai á. Không biết chị hai có biết không? Chị hai đó. Rồi, lên xe. Phải để tay lái vô. Không là ý á, tại vì thường chị chỉ lái xe đạp thôi, chị đâu có lái xe máy đâu. Hay là mình lái xe này đi, xe này đẹp nè, xe này mình thấy vui nè. Bây giờ chị sẽ lái và em ngồi ở bên xe cái bên nha. Được không nhớ? Được chứ. Không thấy chị ba hay chở mấy chú cúng đi chơi hả? Mà em phải là cúng đâu. Thì bây giờ chị coi em như là cúng. Được, chở đi chơi. Đi thôi. Ê, chị thấy cái xe này chọc đường quá. Tới rồi. Trời, vô bãi gửi xe. Trời ơi, bãi gửi xe có nhiều người tới rồi. Trời, có đám chị em. Thôi bây giờ mình gửi xe đi. Chú ơi, dắt xe vô ta. Rồi, bây giờ mình vô tiệm nha. Wow, tiệm. Đây là có hai cô bán hàng nè. Hai cô làm đẹp nè. Chào hai cô. Hôm nay tôi muốn vô làm đẹp đó quý cô. Rồi, vô đi các con. Dạ. Muốn làm gì nè? Dạ, con muốn làm tóc. Cô rồi. Ơi, con thấy hai cái dầu này nè. Con thấy một cái dầu gọi là dầu gội đầu dưỡng tóc của cô. Tóc con dạo này nó bị rối á cô, nên là cô có thể làm cho con không cô? Được. Rồi cô xấy cho con cái tóc, cái này để tóc con thẳng nha cô. Rồi. Yeah. Mình sẽ ngồi đây để đợi làm nail. Làm nail hả? Đợi chút xíu nha. Ừ. Mình ngồi, mình ở dưới này mình đợi được không sao? Hai con vô ghế ngồi luôn đi. Rồi bây giờ con hãy ngủ một giấc đi nha. Cô sẽ lấy bánh cho con ăn. Có ai muốn tắm trắng không? Em ơi, muốn tắm trắng không em? Dạ thôi, em ngồi đi đợi cũng được. Chị thay tắm đi. Tắm đi, tại vì chạy xe ngủ hơi dơ. Độ nhà mình gần mà. Nghe mình sẽ gửi ở cái đồ này ra. Nhớ cái này nha. Tóc có nóng không con? Tóc có nóng không? Thì để cô giảm nhiệt độ cho, sấy hơi lâu á. Dạ, cũng được cô. Cô cho cao lên xíu. Rồi, cao lên ha. Được chưa vậy? Được chưa? Bánh dạ rồi. Bánh thiệt đó. Rồi. Ba bây giờ con ăn bơ nè. Con ăn bơ đi. Dạ. Rồi, bạn nhân viên đâu? Bạn nhân viên xức dầu ủ tóc cho bạn màu xanh đi. Này, bây giờ mình sẽ lấy cái dầu này của Mỹ đó nha. Xức lên, bây giờ phải cho cao lên. Cho mình mượn cái ly đi bạn. Cho mình xuống. Bây giờ bạn ngồi khoảng hơn 30 phút là tóc của bạn sẽ nóng lên và chúng ta sẽ đi rửa bằng nước lạnh thì chúng ta sẽ không phải tóc buộc nhé. Rồi. Ê, dầu xịt nè. Ủa? Đó là lotion đó, lotion dưỡng da. Lotion dưỡng da, tí nữa mà tắm xong mình xài lotion dưỡng da này cũng được. Rồi, mình sẽ ngồi đây. Rồi, mình đã tắm xong rồi. Wow, mình sẽ lấy khăn này nè. Làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi lên đây. À, mấy bạn ơi, ở chỗ mình nó có một cái chương trình khuyến mãi là khi mà làm tóc thì tụi mình sẽ cho các bạn một xíu những cái tóc nhiều màu này nè. Hôm nay là mình chỉ có màu hồng thôi, tại vì mấy màu kia hết rồi. Các bạn có muốn làm không? Có. Bây giờ mình làm tóc đi. Rồi gì? Bạn ra ghế bên này ngồi đi, mình có một cái bàn nè, một cái ghế nè. Đó. Chúng các bạn là sẽ làm một cái gương mà. Wow, gương to thiệt á. Gương này to hơn cả mình nữa. Này, nó hơi bị trượt một xíu, mình sẽ dựng vô. Bạn có thể nhìn thấy ha. Bạn dần ngồi đi. Ủa, em ngồi em chưa làm móng xong mà. Em vô em xoáy tóc đi, tóc em buồn xù quá à. Yeah, bây giờ. Ủa, nóng quá. Nóng quá chị ơi, tóc xoáy tóc nóng. Rồi để chị giảm nhiệt độ. Chíp chíp. Kéo xuống rồi giảm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi vào ghế để các cô ấy làm cho mình nha. Đây. Có đẹp không? Được tóc nè. Này. Bây giờ mình sẽ rửa ra và sơn thiệt luôn nha. Đây. Bây giờ mình sẽ làm móng nha. À.
Vậy cái này sẽ một góc thôi nha chị. Cũng được. Wow, nay mình đi ăn sinh nhật đó. Làm cái đẹp nha. Rồi chị ơi, chủ quán mua mấy cái này từ Mỹ đó, mà chị ấy đã đi công chuyện rồi, tụi mình mới có thể làm miễn phí cho các bạn được. Thôi mà chị ấy lấy tiền luôn, hôm nay có chương trình khuyến mãi á. Wow, miễn phí luôn, thật là thích quá. Đúng rồi, mọi lần thì mình đâu có miễn phí đâu, mà hôm nay bà chủ qua đi á, bà chủ đủ lắm, tụi mình mới dám làm á. Nhìn lại có bị la không? Đâu có la đâu, kệ đi. Bạn muốn cống chơi với cuốn đâu, mình để cuốn cho bạn chơi. Con cuốn con á. Có. Rồi để mình với cuốn cho bạn chơi nha, bạn đợi xíu nha. Bạn này làm em xong chưa? Chưa, bà chủ đây này, bạn chơi với bạn cuốn này đi, bạn thấy tóc của bạn như thế nào? Không, biếp, biếp. Ở chỗ mình có bé cuốn đó, chút nữa mình sẽ dẫn bạn đi xem. Ok. Á. Chị ơi. Chị ơi, xe bên này chị ơi. Chị ơi, lùi lại chị ơi. Chị ơi, lùi lại. Đỡ lùi đi chị ơi. Bắt chắc chị ơi. Thằng kia. Vô mấy cái con này xe. Kỳ quá, mấy chị xuống nè. Đi xuống đi. Mấy tôi muốn tắm, giờ tôi sẽ vô tôi tắm nha. Tôi muốn làm tóc. Tóc tôi mới dài nè. Tôi sẽ làm tóc nha, mấy cái chương trình khuyến mãi đó. Dạ chị, có muốn em bánh em làm bánh tóc. Chị ơi, chị bà. Chị tôi muốn làm tóc. Chị Hai ơi. Ủa chị ăn tắm mà. Nhưng mà em. Thôi đi dậy ngồi lên ghế ngồi đợi đi. Dạ xin lỗi bé nha bé. Dạ. Đồng quá, tiện đồng quá. Đây, neo đây. Muốn làm neo đứng đợi đi. Em muốn làm neo đợi chút nha, đợi làm sắp xong rồi. Ủa chị ơi, cái tóc này á, làm sao mà em thấy nó mực mực vậy chị? À chị làm ở trong cái máy này trước rồi chị sẽ sơn lên. Trời ơi, tiện mình đã ghê ta. Quán làm đây nè, hôm nay tôi cần đi sinh nhật. À chị ơi, tóc chị hơi dài nên là em đang rất là đông khách. Thôi bây giờ em có một lớp học vẽ rất là miễn phí á chị. Giờ chị ngồi đợi nha chị, đây bên này. Em dẫn chị đi. Cảm ơn nha. Rồi. Học vẽ đây. Chị muốn ăn cái gì chị hãy mua ở đây nha. Em có thể cho chị miễn phí cũng được, chị ăn bánh đi. Hả, chị ăn đi nha. Chị miếng nước không không? Chị khát nước quá. Chị này chị canh tin. Thôi mình. Ui da. Giờ chị rửa xe bên này đi chị. Trời ơi, mới tập chạy xe đi vô làm tóc mà trượt luôn. Có ai giúp mình dựng xe không? Có chứ. Bây giờ mình muốn làm tóc đó. Hôm nay tiệm đông quá vậy? Hôm nay tiệm hơi đông nên là em có một lớp thí nghiệm đó chị. Chị qua đây chị làm thí nghiệm đi, tụi em sẽ miễn phí. Hả, thí nghiệm hả, đâu? Ở bên kia ạ. Chị em mở máy nè. Trời ơi, đẹp quá. Rồi rồi, cho mình ngồi vô với. Giờ nườn quá, biết sao leo lên. Đây. Nào, mình sẽ giúp chặn lên ghế. Wow, có laptop luôn. Dạ, chị có thể mở những cái gì lên chị nghe nhạc cũng được. Chị không cần thiết là mình thí nghiệm đâu ạ. Wow, có giờ đeo tay nè. Yeah, bây giờ đẹp quá. Bây giờ mình sẽ ngồi mình đợi em mình. Không những học, ở đây thích thú thì. Wow, ở đâu có shopping nhiều quá vậy? Đó là đồ ăn chị. Hả, đồ ăn hả? Dạ. Ăn miễn phí luôn hả? Dạ, ăn miễn phí. Đã quá. Chị muốn đâu chị gọi, bây giờ chị gọi đi. Rồi, hết xong chưa? Ôi, bạn này làm lâu quá rồi, chắc cháy tóc này nè. Ôi, ngủ luôn rồi. Tôi mới chưa cháy. Dạ, tóc chị hơi dài nên là em sẽ làm tóc dài. Dạ, tiện nóng quá vậy. Wow, tóc cô bé này dài ghê. Dạ, em dưỡng bằng những cái dầu gội mà để nó dài đó chị. Chị cho tôi tắm trước đi, cho tôi tắm đi. Rồi, tính tiền. Rồi, cho chị là 250. Cảm ơn. Rẻ quá. Chị đợi làm neo chút nha chị. Chị đợi con này làm neo nha. Mắm này phải cần rửa cái nước này lại nữa. Hơi bị lâu. Khoảng gần 5 phút nữa là xong. Cũng nhanh, không sao. Wow. Trời ơi, ê, ở trong này học vẽ đã ghê á. Trời ơi, bạn vẽ được bức tranh đẹp chưa? Mình phải gọi cho ba mẹ mình. Mình phải gọi cho bạn mình, coi mình đang ở đây tập vẽ hay thì mình vẽ dễ nhạt. Ta nhìn quả táo là mình vẽ được một bức thích thú. Ê, tiệm này á, đủ đã lắm. Chị ơi, chị muốn đăng ký học vẽ thì chị sẽ được học một tháng thường bình thường sẽ là 200.000. Nhưng bây giờ sẽ có họa sĩ mới sẽ dạy chị học vẽ mà chỉ có giá 150 thôi. Ui, rẻ ghê, mình phải. Wow, mình bị phỏng rồi, mình bị phỏng rồi. Chị ơi, chị cứ đưa vào bồn rửa tay đi. Cái gì màu tím nè. Chị cứ đưa vào bồn rửa tay đi, nước mình là nước chống những cái gì đó, miếng nước này không có độc hại đâu chị. Rồi, để mình rửa. Cái nước này màu tím nhưng mà tại vì chị đụng nó. Hờn quá, không sao hết các bạn ơi. Rồi, tới mình. Bạn vô đây nè, bạn vô đây nè. Trời ơi, làm neo chỗ này đã ghê, có 150 à. Mình ngồi sao? Tăng tiền ai mua. Bây giờ tóc bạn ngồi dạng là sẽ làm 1 tiếng rưỡi nha. Ủa, sao sao mấy bạn chưa làm 1 tiếng 20 nha. Nhưng mà tóc bạn ngồi dài á. Gì hả? Mình ngồi đợi lâu lắm rồi. Vậy thì bạn nào nấu ăn với cô canh tin đi. Có nấu ăn hả? Hay là bạn lái xe đạp đi quanh cái sân nhà tiệm mình á. Trời ơi, mình đi xe đạp. Trời, mình học nấu ăn được một hộp bánh luôn, đã thiệt. Đâu? Em mình nấu ăn được một hộp bánh luôn các bạn. Bạn giỏi quá. Bây giờ mình sẽ ngồi lên đây và chị sẽ được có một em thú cưng với chị chở nha. Là
bây giờ tôi chọn món thú cưng này nè. Trời ơi, ở đây mua đồ ăn đã thiệt là đồ ăn. Hôm nay là ngày giảm giá nha chị, tại hôm nay là nặng quá. Chị xe đạp này rất là tốt đó chị. Không có nặng quá, mình muốn chở con mèo. Mèo hả? Chị dừng xe lại. Ôi, chị mệt quá. Đây là bé mèo rất là nhẹ, chỉ có khoảng là 8,5 kg thôi ạ. Mèo này nhìn nó nhỏ nhưng mà nó rất là nặng, chị có thể mua thú cưng ở đây. Trời ơi, mình lại học nấu ăn mấy triệu một con. Mình nó lại học nấu ăn được một cái bánh cupcake nữa rồi. Ồ, bạn giỏi quá. Mèo này mình lại nấu được một cái bánh nữa. Bây giờ là tiếp cái được thích quá hè. Thích rồi nha. Lại ra đi mua hộp bánh nữa rồi. Trời ơi, thích quá. Các bạn ơi, hôm nay khách đã giờ hết rồi. Bây giờ cũng là buổi tối rồi. Mình rất là mệt luôn nhưng mà mình cũng đã kiếm được một số tiền. Chắc là ngày mai mình phải xin nghỉ để dọn dẹp quá, các bạn thấy không? Có nhiều người thuê chó chơi nè, cái mấy chó bây giờ lăn lóc tùm lum tà la hết trơn á. Trời ơi, thay quăng nó kính khoa học ở đây đi trời. Trời ơi, chó thì chưa lấy xuống. Trời ơi, bánh lăn tùm lum bà tính tiền cũng tội nghiệp ghê, đồ ăn vất vả đến vậy nó ăn có bánh nè. Có mấy đứa nhỏ nó tới mà ăn nó quăng tùm lum tà la hết trơn á. Rồi ghế đổ sạch tùm lum, nó chạy lâu son ren tuôn hết giờ là chạy liền luôn. Đang tắm à. Các bạn ơi, các bạn thích video này không? Hãy cho một cái like, share và subscribe kênh Bảo Minh Channel nhé. Like và gặp lại, bye bye. Và nhớ đăng ký kênh KMLREACKIT nữa nha. Bye bye. Mình bây giờ mới đi làm việc thôi. Trời ơi, ghế gì mà đổ sạch tùm lum à. Có ai làm bà công ty giúp phụ bà công ty không chị?